trong sinh hoạt chào cờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022. Cô Lê Thị Khương Thúy, Tổ trưởng Tổ tư vấn tâm lý học đường của trường đã phát động và hướng dẫn cách thực hiện cho các bạn học sinh toàn trường. Đây là dịp để học sinh viết lên những tâm tình, lời yêu thương đối với hoạt động dạy và học của nhà trường, thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong mỗi học sinh. Tham gia hoạt động này với tinh thần thi đua sôi nổi, đoàn kết thân thiện giữa các lớp trong hoạt động tập thể. Đặc biệt, sản phẩm của mỗi lớp sẽ thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế và trình bày. Cô đã cấp phát giấy ghi chú cho từng đơn vị lớp với nhiều mẫu giấy ghi chú khác nhau. Cô dặn dò các lớp cần đầu tư cho sản phẩm chất lượng và nộp đúng thời gian quy định. Hạn chót là ngày 31 tháng 10 năm 2022. Khi cần hỗ trợ, các lớp sẽ liên hệ với cô để được cô tư vấn thêm.